Rồi chào bạn nha. Bữa nay đi dùng mới bắt ông bà. Bữa nay đi với ba người anh nè. Đây. Hai. Với anh Lít nè. Hai người với ba người. Hết luôn ba người. Đi với hai người anh nè. Ông nằm trên này các bạn. Ông nhỏ xíu các bạn. Mà cao vô chắc vót cái chảnh luôn á. Ông này mặc vô chắc cả nửa ổ nha các bạn. Ở dưới này thấy phì nửa ổ mà không biết lên trên mặt được nhiêu mình chưa biết nha các bạn. Lên trên nó khô mực nữa. Nó hên xui nha. Đây dùng mới mình không biết. Để lên bắt thử coi nha các bạn. Rồi xuống quay. Là nắng chèo lên trên này quay cho các bạn xem. Rồi bắt đầu mình chèo lên nha các bạn. Ngon trên đó đó. Ông đã lắm chưa biết sao nha các bạn, lên mới biết được. Trời dây nhậu luôn bạn ơi. Có leo quá các bạn ơi.
đụng to không giữ nữa các bạn ơi. Cái này cây giống gai nha các bạn. Vô quá trời vô bạn ơi. Thank you.
trời khủng anh em ơi. Quá trời cái gai không có thế thì quay cái gai cho các bạn xem luôn. À đến nè, tháo cái gai lên quay cho các bạn xem nè. Nè các bạn, thối thẳng một mặt các bạn ơi. Nè, thấy không? Bên đây nữa nha các bạn. Nè, trời to mà quá trời khủng luôn các bạn ơi. Nè các bạn thấy không? Đó, một mặt cái này quá khủng luôn. Ôi vô rồi. Quá trời ok luôn các bạn ơi. Rồi để mình cắt nha các bạn. Cho các bạn coi vậy thôi để mình cắt cái nha. Nè, anh thấy không? Quá phá trời khủng luôn. Sướng không? Sướng không? Đã không? Quay đi, quay đi. Rồi để mình cắt cái ra đây các bạn ơi. Sướng không? Sướng không? Rồi đây các bạn ngon này quá trời hung à. Không có chậm trễ được nha các bạn. Mặt không toàn bỏ ra mặt không các bạn. Té chút xíu luôn. Bây giờ cắt phạm mặt nữa các bạn. Đây bật bỏ vô các bạn ơi. Về ngắm vậy. Về cho anh em cũng ngắm vậy các bạn. Quá trời cái này cắt phạm mặt luôn các bạn. Mặt ít lắm nha các bạn. Ké ít lắm nha. Đọc. Này về cho anh em ta ngâm rượu nè. Hả? Đủ mặt luôn, dư luôn. Bà lên một gan gỡ. Hả? Đúng rồi. Mặt là trên 3 ống phân nè. Thì nãy mình nói dưới là nếu mặt này đầy là từ 6 lít mà.
Nãy em có nói với phải không, mặt này đầy là 6 lít phải không? Mà giờ nó 6 lít thiệt. Nãy em nói cái bọc 10kg là bỏ không hết, anh tin không? Chắc này mới tin đó phải không? Từ từ. Từ mới được bạn ơi. Nên gấp gáp không có được đâu, không có đường nào được hết. Dao đâm qua không lọt các bạn ơi. Mặt cần dao đâm qua không lọt các bạn. Quá trời các bạn ơi. Ôi. Rồi. Hai ổ nữa hả? Rồi ok. Từ từ mới được, mà không có đỡ ở chỗ để. Tại gai không à. Đúng rồi. Cái này gai không các bạn ơi, khó lắm nha các bạn. Không phải gì dễ đâu bạn. Trời ơi, bà cha ơi.
thì mới gặp ổ này cái mình xúc. Rất kỳ gọi luôn các bạn. Tệ quá. Trời nặng các bạn này, mấy ký á.
rất là gọi luôn các bạn.